Vâng ạ, với tầm tiền khoảng hơn 100 thôi là bà con cô bác mình đã sở hữu được một chiếc xe đời phải nói là rất là cao luôn. 2019 cơ đấy ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem một chiếc xe đến từ nhà Hyundai. Chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2019, bản sedan máy 1.2, một chiếc xe gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi, đây là order chạy chuẩn này. Em không tua, không làm bất kỳ một gì cả. Đấy. Một chiếc xe này là một chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn. Lớp sơn zin có đến 90%, keo chỉ zin 100%, máy zin 100%, zin từ mặt máy luôn. Đấy. Một chiếc xe phải nói rất là đẹp. 2019 này tại sao lại có giá hơn trăm? Thì có giá hơn trăm đó là chúng ta trả góp ngân hàng 50% nhé. Tại vì con này thì em đang bán rất là rẻ thôi, 219 giá bán chỉ có 279 triệu. 219 mà chỉ có 279 thì chúng ta vay ngân hàng chỉ tầm khoảng được 50% thôi. Mặc dù đời cao nhưng mà giá trị của chiếc xe nó ít nên là ngân hàng họ cũng chỉ thẩm định vay tầm khoảng 50%, chứ còn không phải là 219 mình vay được 70% đâu ạ. Thì cái mức tiền của chúng ta để chúng ta mua và chi trả chiếc xe i10 2019 này chỉ tầm khoảng là nếu mà chúng ta 50% là một nửa đấy thì nó sẽ tầm khoảng 130. Còn nếu mà chúng ta vay 60% thì tài chính tầm khoảng 101 thôi. Chứ còn 70% là chắc chắn là không làm được vì là cái tầm tiền xe này nó ít. Đấy, chỉ có 279 thì không thể nào vay được 70% được. Vâng, bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe i10 2019 này. Đấy, thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 nhé. À, với chiếc này phải nói là zin toàn tập luôn nên là bà con mình đến xem xe thì chỉ gọi là bàn về giá thôi đấy, mình có thể nhờ thợ hoặc là mang gara test thoải mái luôn, bàn bạc về giá thôi, chất lượng là miễn chê miễn bàn nhé, tại vì em đã bao test thợ thoải mái rồi. À, với chiếc này thì chủ xe họ có lắp thêm cái màn hình Android đấy. Điều vào của chiếc xe i10 là một chiếc xe i10 bản thiếu đấy, là nó kể cả bản thiếu hay bản đủ đều là điều hòa cơ. Nhưng với một chiếc xe i10 bản đủ nó sẽ khác một chiếc xe i10 bản thiếu, rất nhiều tính năng, rất là nhiều cái hiện đại như là cái i10 bản đủ là sẽ có vô lăng tích hợp này, nó có đè lỗ này, cảm biến mở cửa, vô lăng tích hợp các kiểu loại kia. Nhưng ngay một chiếc xe i10 bản thiếu thì nó chưa có cái gì cả. Có mỗi là chủ xe lắp cái màn hình cam lùi và cam hành trình thôi. Đấy là chủ xe lắp, còn tất cả đều còn nguyên bản nhé. Trần của chiếc xe vẫn là trần nỉ bọc ni lông này. Nội thất ghế da chạy 8 vạn rồi, là ghế da cũng có một chút rách rách đấy, nhìn nó cũng bạc bạc rồi. Cổ số đây đấy, cổ số này, cái này em mua chính chủ anh ở Hải Dương luôn ạ. Đấy, chính chủ luôn nhá, tất cả những cái ốc ác này đấy, tất cả những cái ốc ác bản lề các kiểu đây ạ. Đấy đây ạ, nó chưa hề vặn một tí nào nhá, chưa hề vặn một tí nào luôn đây. Đấy, bây giờ thì em sẽ ra ngoài và quay chi tiết cho bà con xem này. Những cái phần táp ly này đây ạ, những phần táp ly của nó đây rất là đẹp, hệ thống bấm kính lên xuống này. Về con này 2019 xe đẹp rồi, em cũng không quay nhiều những cái phần chỉ trượt hay là những cái gì nó những cái phần đấy là thật sự là em đã bảo em cam kết rồi đấy, em đã cam kết rồi cho nên là bà con cô bác mình yên tâm luôn, đến chỉ gọi là xem về phần máy và cột kèo sắt xi thôi đấy, hoặc là mình có thể mang gara toát test luôn đấy, cho nó nhanh đỡ phải mất thời gian. Đây táp ly này đấy, sơn zin con này gần như là còn 90% nhé, sơn zin 90%, em mua về chỉ gọi là tỉa tót, hình như là không tỉa thì phải, anh em không mất tiền tỉa, chỉ đánh bóng thôi đấy, chỉ cần đánh bóng thôi và dọn dẹp bên trong nội thất thôi, máy móc vẫn còn nguyên đấy, mộc mạc là cái máy nó hơi bụi bụi là em cũng để nguyên đấy ạ. Tất cả hệ thống đèn này, cảnh báo, đèn phanh, đèn xi nhan đấy, có cảm biến lùi, cam lùi. Đây em quay phần gầm của nó đây ạ. Đây, phần gầm này sạch sẽ sáng sủa ạ, rất là ok luôn nhé. 279 triệu 2019 đời cao chót vót luôn, sedan máy 1.2. i10 là một chiếc xe tiết kiệm nhất đấy, tiết kiệm nhất so với những dòng xe cùng phân khúc đấy ạ. Vì thường thường những dòng xe này thì nó sẽ là 1.5, 1.4, đấy, 1.6, 1.7, 1.8, nhưng đây là một chiếc xe i10. i10 được thiết kế là 1.2 nên là tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì vậy được rất là nhiều người dân ưa chuộng cũng như là các hãng taxi người ta lựa chọn để chạy dịch vụ đấy ạ. Thường thường thì i10 nó là ký nỉ nhưng mà chủ xe người ta chắc người ta bọc rồi. Để em kiểm tra xem là cái nỉ bên trong của nó còn hay không, hay là họ bỏ đi nhá. Đấy.
Đấy, con này phải chăng là bên trong là cái bộ lì của nó vẫn còn nguyên và người ta bọc thêm một cái lớp da ở bên ngoài thôi. Đấy, bọc bọc là da bên ngoài thôi. Và đặc biệt con này em mới đăng kiểm. Đấy, đăng kiểm ngày hôm kia và hôm nay lên sóng này. Đấy, dọn dẹp đi đăng kiểm đây. Đấy. 2 năm nữa tháng 7 2025 và phí đường bộ thì chỉ có được 1 năm thôi, đăng kiểm được 2 năm nhé. Hệ thống đèn này. Đấy. Tất cả hệ thống đèn đều rất là sáng luôn. Bây giờ thì em sẽ quay luôn cái phần máy của nó đang vận hành nhé, để cho bà con mình cảm nhận luôn đây. Đây ạ, bà con xem về phần máy của nó này, khô ráo sạch sẽ nhé, máy 1.2 bốn máy đây. Đấy, đây về phần máy này, khô rang luôn đấy, keo vách máy này, keo mặt máy này, ốc chân máy này, tất cả đều còn nguyên bản, đèn zin nguyên bản của nó đây, đấy, đèn zin của nó này, đấy, đèn zin nguyên bản, đèn này. Dạ vâng ạ, 279 triệu và tài chính tổng khoảng 123 thôi là bà con cô bác mình đã sở hữu được chiếc xe i10 2019 nhá, một chiếc xe rất là đẹp đấy ạ. Đấy, một chiếc xe lướt. Nếu bà con mình đang có nhu cầu thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397 265 286 để chốt với cái giá tốt nhất. Con này thì em có thể bao ship, bao test đến tận nhà và mang gara test thoải mái luôn. Đấy, bà con cô bác mình quan tâm thì gọi điện cho em để vào chung kết bàn về giá nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.